Sau 6 năm hiện diện tại Việt Nam, Gojek, một trong những ông lớn của ngành dịch vụ gọi xe công nghệ, đã chính thức tuyên bố rút lui khỏi thị trường vào ngày 16 tháng 9. Quyết định này gây chấn động không chỉ với hàng nghìn tài xế, đối tác, mà còn với người tiêu dùng của nền tảng này. Sự ra đi của Gojek là dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành dịch vụ gọi xe tại Việt Nam. Còn Grab đang mất đi thị phần trong thời gian gần đây, khi các thương hiệu nội địa nổi bật như Xanh SM và Bee đã nhanh chóng giành lấy thị phần gọi xe công nghệ bằng chất lượng dịch vụ. Vậy điều gì đã thực sự đẩy Gojek rời khỏi Việt Nam và miếng bánh thị phần đang quay trở lại với doanh nghiệp Việt? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về điều này trong câu chuyện ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotop VN. Theo thông tin từ đại diện Gojek, quyết định rút khỏi Việt Nam là một phần của chiến lược tái cấu trúc toàn cầu của tập đoàn mẹ GoTo, trong bối cảnh hãng gọi xe công nghệ đang phải đối mặt với nhiều áp lực tài chính. Các doanh nghiệp công nghệ như Gojek đã nhiều năm phải chi mạnh tay cho các chiến dịch giảm giá và khuyến mãi nhằm thu hút người dùng, dẫn đến tình trạng chi phí vượt quá lợi nhuận. Cụ thể, việc liên tục tung ra các khuyến mãi để cạnh tranh đã tạo ra áp lực lớn cho lợi nhuận. Và trong một thị trường như Việt Nam, nơi mà dịch vụ gọi xe, giao hàng và giao đồ ăn rất phổ biến, Gojek không thể duy trì sự bền vững trong dài hạn. Ngoài yếu tố tài chính, Gojek còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Grab, Bee cùng các thương hiệu nội địa khác. Điều này càng khiến cho việc duy trì vị thế trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi lượng đơn hàng của Gojek tại Việt Nam đã giảm sút trong những tháng gần đây. Các đối tác nhà hàng, tài xế cũng phải tìm kiếm các nền tảng khác để duy trì kinh doanh, khi mà GoFood, dịch vụ giao đồ ăn của Gojek không còn đủ mạnh để duy trì. Nhưng không chỉ riêng mình Gojek chịu áp lực này, một ông lớn gọi xe công nghệ và giao vận khác cũng chịu cảnh khó khăn tương tự khi suy giảm thị phần chỉ trong vòng hơn một năm trở lại đây. Trong bối cảnh Gojek rút lui, Grab hiện đang là đối thủ mạnh nhất trong thị trường dịch vụ gọi xe công nghệ tại Việt Nam. Mặc dù từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2014, Grab đã chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu với hệ sinh thái toàn diện, từ dịch vụ gọi xe máy, ô tô giao đồ ăn, cho đến giao hàng và các dịch vụ tài chính. Nhưng sự trỗi dậy quá nhanh chóng của Xanh SM và Bee Group đã đe dọa đến vị thế độc tôn bấy lâu nay của ông lớn này. Theo báo cáo của Q&Me về mức độ phổ biến của ứng dụng gọi xe máy năm 2024, Grab hiện vẫn là ứng dụng được sử dụng nhiều nhất, chiếm 58,68% thị phần gọi xe công nghệ, tạo ra doanh thu khổng lồ cho tập đoàn. Đối với người tiêu dùng, Grab mang lại sự tiện lợi và hệ sinh thái dịch vụ phong phú, nhưng cũng không tránh khỏi những khó khăn trong việc giữ chân người dùng. Với lợi thế sân nhà và hệ sinh thái đa dạng không kém cùng chất lượng dịch vụ bài bản, các thương hiệu nội địa như Bee và Xanh SM đã gia tăng sức cạnh tranh khiến thị phần của Grab bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu như vào năm 2021, có đến 60% người Việt thường xuyên sử dụng dịch vụ của Grab, thì đến năm 2024, tỷ lệ này giảm xuống còn 42%, phản ánh sự thay đổi trong thói quen sử dụng ứng dụng gọi xe của người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên, Grab vẫn duy trì sức mạnh nhờ sự đầu tư lớn vào khuyến mãi và phát triển dịch vụ mới. Mặc dù tỷ lệ chi tiêu của người dùng Grab trung bình mỗi tháng là 366.000 đồng, thấp hơn so với Bee, Grab vẫn giữ lợi thế nhờ số lượng khách hàng đông đảo và khả năng tài chính mạnh mẽ. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát tại Việt Nam cho thấy, có 42% người Việt sẽ lựa chọn Grab khi muốn sử dụng dịch vụ di chuyển bằng xe máy. Đáng chú ý, Bee đã vươn lên đứng vị trí thứ 2 với tỷ lệ 32% và Xanh SM đạt tỷ lệ là 19%. Trong khi đó, chỉ 7% người dùng cho biết thường xuyên sử dụng Gojek. Ứng dụng gọi xe từng khá phổ biến cách đây 2-3 năm về trước, cho thấy rõ sự suy chuyển của các hãng xe công nghệ nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt, thế trận này đã sớm thay đổi và được tái thiết lập từ năm ngoái. Một tờ báo hàng đầu châu Á đầu năm 2023 nhận định, việc hợp tác giữa hãng taxi điện VinFast GSM và công ty gọi xe dựa trên công nghệ Bee Group được xem là có lợi cho cả hai bên để cạnh tranh với ông lớn ngoại quốc Grab và Gojek. Chỉ trong vòng một năm, Xanh SM đã phát triển như thành gióng với những số liệu đáng kinh ngạc và chất lượng dịch vụ được đánh giá cao hơn cả Grab. Sự bắt tay này trong một sớm một chiều được đánh giá sẽ sớm đảo ngược lại bảng xếp hạng thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam trong nay mai. Đáng nói, đối tượng khách hàng tiềm năng hiện nay là Gen Z
đang ưu tiên chọn B, thể hiện một mối lo lắng về tương lai của Grab. Cụ thể, khách hàng trong độ tuổi từ 24 cho đến 30 tuổi có đến 46% thường xuyên sử dụng Grab. Con số thường xuyên sử dụng B là 43%, xấp xỉ với Grab, và 14% chọn xanh SM. Nếu Grab thu hút tập khách hàng trẻ bằng phân khúc giá rẻ, thì chiến lược của B lại tập trung vào trải nghiệm với dịch vụ VIP, bao gồm B Car Plus, B Buy Plus, tiêu chí tuyển chọn tài xế và xe đẳng cấp hơn nhằm phục vụ khách hàng đông đảo hơn và ngày càng hiểu biết về công nghệ. Quay trở lại với sự rút lui của Gojek, điều này đã mở ra một cơ hội lớn cho các thương hiệu Việt Nam như xanh SM và B. Hai thương hiệu này đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường với chất lượng dịch vụ vượt trội và chiến lược phát triển bền vững. Với B Group, kể từ khi ra mắt vào năm 2018, B đã trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Grab. Với chiến lược tập trung vào trải nghiệm khách hàng, B đã triển khai dịch vụ VIP như B Car, B Buy. Những ứng dụng này yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn về tài xế và xe, nhằm thu hút đối tượng khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng. Ngoài ra, B cũng đã mở rộng hệ sinh thái của mình với dịch vụ tích hợp 5 trong 1, bao gồm xe máy, ô tô, vé máy bay, vé tàu hỏa và vé xe khách. Khả năng mở rộng và đổi mới của B đã giúp công ty này thu hút được lượng người dùng ngày càng tăng. Theo báo cáo trong năm 2024, 32% người dùng tại Việt Nam lựa chọn B khi sử dụng dịch vụ gọi xe máy, vượt qua cả những nền tảng như Gojek. Đặc biệt, B đã thành công trong việc giữ chân khách hàng Gen Z, nhóm người dùng trẻ tuổi, năng động và có xu hướng ưa chuộng những trải nghiệm công nghệ mới mẻ. Xanh SM là một thương hiệu mới trong lĩnh vực này. Xanh SM thuộc hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup. Mặc dù mới chỉ tham gia thị trường, nhưng Xanh SM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ mô hình kinh doanh bền vững và tập trung vào dịch vụ chất lượng cao. Với sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ tập đoàn Vingroup và chiến lược phát triển dài hạn, Xanh SM đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Xanh SM không chỉ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ gọi xe mà còn đang phát triển hệ sinh thái toàn diện với nhiều tiện ích khác. Đặc biệt, thương hiệu này đã đầu tư mạnh vào hạ tầng xe điện và các dịch vụ vận chuyển bền vững. Điều này giúp thu hút sự quan tâm từ nhóm khách hàng yêu thích bảo vệ môi trường. Theo báo cáo, 19% người tiêu dùng hiện đã chọn xanh SM cho các nhu cầu di chuyển của mình, và con số này dự kiến sẽ còn tăng trong tương lai. Sản phẩm của xanh SM hiện nay đa dạng nhất trong thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam, từ taxi xanh SM, xanh SM Buy, giao hàng cho thuê xe và đối tác gọi xe công nghệ xanh Platform cho người dùng đa dạng sự lựa chọn và giải pháp di chuyển, giao vận. Cùng với đó là chất lượng dịch vụ cao cấp từ nhân sự cho đến phương tiện, được đào tạo bài bản và xe hoàn toàn mới sử dụng năng lượng sạch cho trải nghiệm cao cấp hơn các hãng gọi xe công nghệ khác trên thị trường. Sự vươn lên mạnh mẽ của xanh SM và B là minh chứng cho xu hướng thị trường. Người tiêu dùng đang ngày càng đánh giá cao chất lượng dịch vụ và những giá trị mà các doanh nghiệp này mang lại, thay vì chỉ chú trọng vào khuyến mãi và giá rẻ. Trong khi các hãng xe quốc tế như Gojek và Grab tập trung vào việc đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, các thương hiệu Việt như B và xanh SM đã tìm cách tạo ra sự khác biệt thông qua chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. B đã đưa ra những cải tiến như tích hợp đa dịch vụ trên một ứng dụng, trong khi xanh SM đang đầu tư vào lĩnh vực xe điện và các dịch vụ vận chuyển xanh. Điều này đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng và dịch vụ thân thiện với môi trường. Ngoài ra, cả B và xanh SM đều đang chú trọng vào việc cải thiện điều kiện làm việc cho tài xế. Điều này không chỉ giúp thu hút thêm tài xế mà còn giúp cải thiện chất lượng dịch vụ mà người dùng nhận được. Với chiến lược phát triển bền vững, các thương hiệu này đã và đang dần chiếm lại thị phần từ tay Grab và các hãng quốc tế, đồng thời tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng và minh bạch trên thị trường. Đơn cử như tài xế tham gia nền tảng xanh SM Platform được hãng cam kết chia sẻ 87% doanh thu. Đối với các tài xế hợp tác trên nền tảng xanh SM Platform trong 3 tháng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8, GSM áp dụng chính sách chia sẻ doanh thu đến 87% trong 12 tháng. Kết hợp ưu đãi từ chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam do VinFast triển khai, tài xế có cơ hội sở hữu ô tô điện VinFast với chi phí ban đầu từ 100 triệu đồng. Đối với khách hàng, GSM áp dụng đơn giá cước thấp hơn 15% so với hiện tại trong 3 tháng hè. Ngoài ra, mỗi km di chuyển của khách hàng sẽ được tích lũy, đổi ra số cây xanh được hãng trồng mới.
mức quy đổi 16,8 km di chuyển bằng taxi điện sẽ tương đương với một cây xanh. Những khách hàng trồng nhiều cây xanh nhất sẽ được vinh danh nhận quà từ GSM. Sự rút lui của Gojek cùng với những thách thức mà Grab đang đối mặt cho thấy, thị trường dịch vụ gọi xe công nghệ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ. Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là những thương hiệu có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng tốt và phát triển bền vững. Trước Gojek, Baemin cũng đã rút lui sau thời gian hoạt động. Lý do đơn giản là vì đa phần các công ty này đã bê nguyên hình mẫu từ quốc gia của họ sang áp dụng vào và rất ít khi lắng nghe ý kiến của quản lý địa phương. Những công ty này gấp rút bước ra khu vực, trong khi thị trường chính ở quốc gia họ còn nhiều dư địa tăng trưởng và việc quản lý hoạt động kinh doanh của chính họ tại thị trường đó vẫn đầy trắc trở. Thậm chí, việc quản lý ở các thị trường mới cũng còn nhiều điều phải bàn. Việc linh hoạt và nghiên cứu thị trường bản địa là điều cần thiết đối với những công ty công nghệ quốc tế, và ngay cả xanh SM hay B cũng phải làm để vươn ra biển lớn trong ngày mai. Nhìn xa hơn trong tương lai, khi tầng lớp trung lưu tại Việt Nam ngày càng phát triển và nhu cầu sử dụng dịch vụ công nghệ cao, các thương hiệu như B và xanh SM sẽ có nhiều cơ hội và dư địa để mở rộng thị phần của mình. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển bền vững, các doanh nghiệp này cần tập trung vào việc cung cấp giá trị thực cho người dùng, đồng thời cải tiến công nghệ và phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng. Tổng kết lại, sự thành công của các thương hiệu nội địa sẽ không chỉ đến từ chiến lược cạnh tranh về giá, mà còn từ việc cung cấp dịch vụ tốt, trải nghiệm khách hàng cao cấp và khả năng phát triển hệ sinh thái bền vững. Đây chính là chìa khóa giúp các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài. Và đó cũng là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn. Cảm ơn đã theo dõi đến cuối video. Rất mong nhận được sự ủng hộ thông qua like, share, subscribe cũng như rung chuông nếu thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại!